Có một cái quán ốc bu nhồi thịt ngay gần ngã tư 4 xã Bình Tân mà cái nước sốt gây thương nhớ đến nỗi cái lúc ngồi dựng cái clip này mà Phúc vẫn còn thấy thèm nè. Ốc bu nhồi cùng thịt nhưng mà con ốc được làm sạch và không bị bầm nhuyễn ra nên vẫn giữ được độ giòn của ốc kết hợp cùng với lại rau tươi và nước sốt chấm chua ngọt từ nhiều loại nguyên liệu mà thực sự cái món này đáng được thử nha mọi người. Quán này cách nhà ông cameraman của Phúc chỉ chừng 10 phút đi xe thôi cho nên tối nay cuối tuần rủ qua ăn thử mà thực sự ngon chạm tới tim luôn. Con ốc bu thì được kết hợp với lại mọc nấm mèo cùng với gia vị rồi hấp nóng cho chín là có thể thưởng thức được rồi. Kết hợp cùng với lại rau sống và cái món nước sốt độc quyền của quán thì cái món này giá chỉ có 40.000 một phần nếu các bạn gọi 5 con. Còn cái phần 2 người như Phúc là 10 con thì chỉ có 75.000 cho tiết kiệm nha. Quán này chỉ là một xe trên vỉa hè thôi nhưng mà có chỗ ngồi lại. Thố ốc nhồi thì được giữ nóng bằng cồn xung quanh giống như cái món bò quanh lửa hồng mà mình hay ăn vậy á. Con ốc nhồi được làm chất lượng từ con ốc bu cho đến các nguyên liệu cho nên sẽ thực sự khác biệt làm cho Phúc ấn tượng và quyết định phải lên clip để giới thiệu cho mọi người biết. Cái món nước chấm phải gọi là linh hồn của món ốc với vị ngọt chua cay và thơm mùi gừng dễ sợ luôn. Ốc được nhét xả để lấy ra dễ dàng rồi chấm trực tiếp vô chén sốt sền sệt hay là cuộn cùng với lại các loại rau thơm được đựng trong những chiếc mâm tre nhỏ dễ thương lắm. Đảm bảo là ai khó tính cũng sẽ thấy ngon. Cái món này là một món ăn chơi nhưng mà mấy hôm nay trời mát vậy cũng là một lựa chọn phù hợp để đổi vị nha. Quán này có đến 3 chi nhánh ở Sài Gòn. Tối nay thì Phúc ghé chi nhánh trên đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân. Từ ngã tư 4 xã chạy qua quán chừng có 2 phút là tới rồi nha.